Dân mến chào các chú anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới kênh hôm nay. Lời đầu dân chúc các chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay dân đã có mặt tại xóm Điệp Thạch thuộc khóm 1 phường 9 thành phố Trà Vinh. Thì nơi đây đang diễn ra một lễ hội, đó là lễ cầu an các chú anh chị các bạn. Thì phái đoàn này sẽ diễu hành xung quanh xóm làng và đường phố. Rất là đông vui nha các chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay anh sẽ ghi hình để chia sẻ cho các chú anh chị và các bạn cùng xem. Thì để xem buổi lễ diễu hành như thế nào thì mời các chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video của anh nha. Anh sẽ vào phía bên trong để ghi hình không khí bên trong, chia sẻ cho các chú anh chị và các bạn xem. Như phía bên trong là đội múa chằng đang hóa trang thành chằng và khỉ của chú anh chị các bạn. Đây anh thấy tập trung các em nhỏ rất là đông của chú anh chị các bạn. Đây rất đông ha. Ở phía trước còn nữa có chân chưa? Wow, rất đông luôn nè. Đây là đội múa chằng đang hóa trang để một lát nữa sẽ diễu hành cho anh chị bạn. Hôm nay sẽ có chơi jam luôn nha. Đây là chú ngồi ngựa. À, vô đẹp trai dữ vậy. Nơi đây là nơi cúng tổ nè. Thì trước khi biểu diễn sẽ cúng tổ cho anh Hoàng. Lại đấy, bên này đang học đấy.
Đây là hậu tường để hóa trang thành trần hoặc khỉ của chúng các bạn. Đây là một cái không khí ở phía bên ngoài của chú anh chị các bạn. Đây là rất là đông nha. Đây là chiếc xe trống ngũ âm. Và phía bên sau là chiếc xe sẽ diễu hành tượng Phật của chú anh chị các bạn. Và phía bên tay phải chính là nơi làm lễ. Đây là chiếc xe diễu hành tượng Phật đây có chú anh chị các bạn. Đây là đội mối chàng và trai giam sẽ đi ra ngoài và cũng như là dẫn đường, dẫn phái đoàn đi diễu hành xung quanh xóm làng và đường phố chú anh chị các bạn. Thì bên đây kia có người nộm, tức là thiệt môn. Đây. Thì cùng với đó sẽ có các vị sư sẽ để làm lễ công ăn cho tất cả mọi người ở đây, cũng như là bà con trong phun sóc. Đây là có vị sư bên chùa, chùa đẹp thật của chú anh chị bạn. Đây về bên đây chính là đội múa chàng sẽ dẫn đường phái đoàn đi đến từng nhà cũng như là trên đường phố và phun sóc. Bên đây là đội chất múa trái giang. Mọi người sẽ diễu hành nơi đầu tiên, đó là một cái nhà bên đây của chính các bạn. Thì sẽ cúng muối gạo và tiền nó có chính các bạn. Thì giờ nó ra thì mình thấy khá là đông nữa. Đây chính là cái nhà đầu tiên mọi người sẽ vào bên đây nè. Đây ông chàng nổi tiếng tại Đẹp Thạch.
Ở đây các vị sư sẽ làm lễ cầu an tại đây. Ta sẽ diễu hành tiếp nha cô chú anh chị các bạn. Hello, 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 hello. Quá trời đông luôn cô chú anh chị các bạn. Thì ở phía trước là đội chàng dẫn đường. Tiếp theo là trống. Đây là người nọ bên đội múa đơn tra có chứ anh Hoàng. Thì ở phía sau là chiếc xe sẽ chở gạo của bà con đến cúng dường của chú anh chị các bạn. Quá trời đông luôn cô chú anh chị các bạn. Thì ở đâu có đầu mối chằn sẽ tập trung các em nhỏ lại để chọc chằn mắc khỉ của chú anh chị các bạn.
Diễu hành vô một cái đường hẻm với chú anh chị bạn. Đây là một lễ hội rất là đông vui ở bên văn hóa dân tộc Khmer. Chiếc xe này là diễu hành tượng Phật, ở phía sau là các vị sư. Thì các vị sư sẽ đi theo từng nhà để làm lễ cầu an cho từng nhà của chú anh chị bạn. Quá trời chằn một khỉ luôn cô chú anh chị các bạn. Thường thì bà con sẽ cho tiền đổi mỗi chằn một khỉ cô chú anh chị các bạn. Và bên đây là một gia đình nè, người ta cúng dường cũng như là đợi làm lễ cầu an. Bên đây là những vật phẩm mà con cúng dường cho phái đoàn của trên các bạn.
Bên đây bà con sẽ có nước uống cho phái đoàn của chú anh chị quản. Bên đây ngày ngã tư có một cái miếu ông tà của chú anh chị quản. Mọi người diễu hành tới đây ha. Thì thường ngay ngã tư đổ mối chàng hòa khỉ sẽ trình diễn rất có hay của chú anh chị các bạn. Mời có chú anh chị các bạn cùng xem nè. Thì thường đây. À, vô miếu bái vị Phật Thích Ca đó chứ anh chị ạ. Thì ở trong đây là miếu ông tà. Đây màn trình diễn đánh nhau. Giống như là cái ngã tư mình sẽ dẫn đường phái đoàn của chú anh chị bạn, chính là đội mối chàng một khỉ. Để chủ nhà người ta có cái bao lì xì để cho mấy chú khỉ Theo đây bà con hỗ trợ nước miễn phí cho phái đoàn của trên các bạn. Được rồi, chủ nhà hỗ trợ nước uống của chú anh chị bạn, rất là tuyệt vời luôn. Thì hiện tại là trời đang nắng nè, thì mình có nước uống nữa quá là quý luôn á. Thì khúc này có bóng mát, mọi người ngồi đứng nghỉ mệt một lát nữa sẽ vô hành tiếp cô chú anh chị các bạn. Ở phía sau cũng có chai nước suối nữa nè, anh em nào khác thì mình sẽ qua đây mình lấy nước uống. Quay mà quay chụp ảnh đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay là làm mình một con luôn anh. Để hiện tại các quý sư sẽ làm lễ công ăn cho gia đình của chú anh chị bạn. Thì sau khi làm lễ đục cầu an xong, phái đoàn cùng với các quý sư bên chùa sẽ tiếp tục đi tiếp những nhà tiếp theo của chú anh chị bạn. Phía bên đây bà con đang đợi phái đoàn diễu hành đến để làm lễ cầu an. Phía trước dẫn đường sẽ có chú ngựa và cùng với đó là đội múa chằn và chai giam của chú anh chị bạn. Rồi mỗi chạy giam ở phía sau của chú anh chị bạn. Những hai người nọm lớn rất là nổi bật nha. Thì người nọm người ta người Khmer gọi là Thiệt Môn. Đây chính là đội múa chai giam, đây có chân trọn. Sau khi làm lễ xong thì phái đoàn sẽ tiếp tục diễu hành của chú anh chị bạn. Đó,
Rồi cái cảnh này thấy mê luôn à. Trải dài chắc tầm 1 km quá. Đây là một khúc ở phía sau của chính chị Quang. Thì ở đó là những chiếc xe sẽ đựng những cái vật phẩm mà bà con cúng dường cho phái đoàn của chính chị Quang. Đây rất đông ha. Chạy lên phía trước quay chia sẻ cho của chính chị Quang xem tiếp. Đó quá trời đông của chính chị Quang. Ở phía trước sẽ có đội chằn và khỉ dẫn đường của chú anh chị bạn, cùng với mấy đứa nó sẽ thích chằn và khỉ của chú anh chị bạn. Thì ở phía trước bà con sẽ cúng dường cho phái đoàn nhà chùa của chú anh chị bạn. Đây phía bên đây nè, thì anh thấy có muối đường cùng với ly nước để làm lễ cầu an. Đây là quý sư trụ trì bên chùa Đẹp Thạch của chú anh chị bạn, để làm lễ cầu an cho bà con trong xóm. Đây là một cái miếu ông tà. Thì đội mối chặn vừa mới bái xong, bái vị Phật xong thì sẽ quay trở lại của chú anh chị Hoàng. Thì 5 giờ rồi anh cũng quay khúc này của chú anh chị Hoàng. Thì phái đoàn khi mà diễu hành đến một cái miếu ông tạo bên đây sẽ quay trở lại. Diễu hành do một cái đường hẻm của chú anh chị bạn. Đây chính là đội chạy giam và chặn khỉ và hai người nọm nổi bật. Phía bên đây chính là chiếc xe sẽ đựng
thì ở chợ Ngũ Âm Khmer các chú anh chị bạn. Thì trong các lễ hội như thế này thì Ngũ Âm Khmer là một thứ là quan trọng nhất. Đây chính là chiếc xe diễu hành tượng Phật. Ở sau giữa hành bà con lại rất đông ha. Hello. Đấy. Một cái đường hẻm nhưng do đường hẻm hơi chật nha, có chút chật bằng. Ôi, phía bên đây là máy cài á. Cái đường hẻm này ra ngay chùa Thành Tâm tại khóm 6 phường 6 thành phố Trà Vinh của chú anh chị các bạn. Ngay bên chùa Phật giáo Bắc Tông. Ở bên này thì khúc này Phái Đoàn sẽ quay trở lại tiếp của chú anh chị các bạn. Hiện tại các quý sư đang làm lễ cầu an, mọi người chuẩn bị quay lại để diễu hành tiếp lên đến thành phố Trà Vinh. Thì video của anh có thể anh sẽ chia ra nhiều phần nha cô chú anh chị các bạn. Phải nói là video rất là dài luôn, cho nên anh sẽ chia ra nhiều phần để cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Nhưng mà xem hết phần 1 mình sẽ xem tiếp phần 2 nha. Hôm đây là được hỗ trợ nước cho Phái Đoàn là miễn phí nha cô chú anh chị và các bạn.
Hôm đây là ngày chùa Đẹp Thạch của chú anh chị quả. Thì đối diện với chùa Đẹp Thạch thì phía bên đây còn Phật tử sẽ hỗ trợ nước miễn phí cho phái đoàn của chú anh chị quả. Đây phía bên đây chính là chùa Đẹp Thạch này của chú anh chị quả, là hàng rào của chùa Đẹp Thạch. Đây mọi người diễu hành đến chùa Đẹp Thạch. Đây nơi hỗ trợ nước miễn phí cho phái đoàn của chú anh chị ơi. Hoặc là anh sẽ vô phim trong ghi hành chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem. Nhu hoạt cái đợm. Đã chặt tan từ năm 2010. Đây là quay đúng không ạ? Chào chào. Bịch thi đây là những bịch gạo và muối của chú anh chị quạt, cùng với đó là tiền sẽ cúng dường cho các vị sư. Đây phía bên đây chính là nước hỗ trợ miễn phí đây của chú anh chị quạt. Thì sẽ có trà tắc nè, với trà đường. Để nơi đây sẽ tạm dừng chân tiếp theo. Đây mọi người sẽ vô phía bên trong để uống nước của chú anh chị bạn. Được sự hỗ trợ nước uống miễn phí. Thì sẽ vô phía bên trong, các vị sư sẽ vô bên trong nghỉ mệt và sau đó sẽ làm lễ cầu an cho gia đình bên đây của chú anh chị bạn. Thì anh thấy rất là nhiều gia đình người ta sẽ gộp chung một chỗ để cúng dường. Hello mời, hello mời. Hello.
quá trời đông bà con Phật tử diễu hành theo phái đoàn của chú anh chị Hoàng. Quá trời đông luôn. Ngọc Danh. Thì cái bên kia chính là hàng rào chùa Đẹp Thạch. Sau khi các vị sư làm lễ cầu an xong sẽ tiếp tục diễu hành lên đến thành phố Trà Vinh của chú anh chị Hoàng. Và phía bên đây chính là trạm dừng chân tiếp theo của phái đoàn của chú anh chị Hoàng. Thì mỗi năm đều như vậy nha. Năm trước chân cũng có quay như vậy. Đây, bây giờ mọi người sẽ nghỉ mệt một lát nữa sẽ diễu hành tiếp của chú anh chị Hoàng. Phía bên đây chính là đội múa chay da mò chằng. Thì phía bên đây là các vị sư sẽ vào bên trong để làm lễ cầu an. Và phía bên đây cũng có hỗ trợ nước uống miễn phí cho phái đoàn của chú đi các bạn. Thank you.
Đây bên ngoài sẽ tiếp tục đi đến những gia đình tiếp theo của chú anh chị Quang. Quá trời đông vui luôn nha.